Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để chứng minh cảm giác của tôi là sai. Anh sống đủ lâu trong thế giới của em để hiểu được những gì em trải qua. Và anh cũng ghét nó như em. Bộ giá phải tìm lại nó. Laptop này được bộ mafia quốc tế rao giá tới hàng triệu luôn. Đây là một nửa ương trước, một nửa còn lại trong cuộc thi giao đủ. Chơi hay nghỉ chơi, quyết định đi còn kịp. Anh quýnh nữa thì tôi không nhường đâu nha. Tôi không thể cứ mãi đảo điên trong bàn cờ của anh được nữa. Tôi muốn được tự do và anh phải trả con gái lại cho tôi. Cái món hàng ở đâu? Mai sẽ có một nhóm người Pháp tới Sài Gòn buôn bán. Hàng của họ sẽ là mục tiêu của mình. Ba cái trò sơn sơn kiểu phim Hồng Kông gớm.